tiếp nối chương trình ngày hôm nay, Thành xin được mạn phép quý vị cho chàng pháo tay thật lớn cho bà tóc vàng Linh. Linh xin kính chào quý vị. Vâng, và kính thưa quý vị, Thành và Linh rất là hân hạnh được đến đây để trình bày trước hết là một nhạc phẩm của nhạc sĩ Đức Huy mà quý vị ít nghe cái bài này lắm, mà Thành và Linh rất là thích, mà tụi này có được thâu trong một cái cuốn CD rất là lâu rồi, nhạc phẩm mang tựa đề Em Đi, gửi đến với tất cả quý vị ngày hôm nay. Xin cảm ơn quý vị. Em đi,
xin cảm ơn quý vị rất là nhiều. Và kính thưa quý vị, đáng lẽ Thành quên mất, thấy tối quá bây giờ mới thấy anh chị nè. Đang hồi nãy là anh phải giơ tay qua, anh nắm lấy cái tay của chị ngồi bên cạnh. Yes. Mà chị đó của anh thì anh hãy nắm nha, anh đừng có nắm lộn nữa đấy được. Và kính thưa quý vị, và sau đây một nhạc phẩm thật là vui để đem đến cho tất cả quý vị ngày hôm nay. Và trước khi mà Thành hát bài này, Thành muốn hỏi quý vị, ở đây có ai coi Công Thành Show không ạ? Quá đã. Quá nhiều. Yeah, cảm ơn. Dạ, cảm ơn quý vị rất là nhiều. Và kính thưa quý vị, Thành muốn đem quý vị trở về mấy chục năm xưa, cái bài mà gọi là cái bài đầu tiên mà Thành với Linh mà hát đến cho cộng đồng Việt Nam tại hải ngoại. Kính thưa quý vị, Thành xin được kính mời quý vị thưởng thức lại nhạc phẩm mang tựa đề Lối Về Xóm Nhỏ. Về thôn xưa ta hát khúc hoang ca, ngon hương lúa tiếng khoe thơm đậm đà, rào rạt bao niềm thương trong mái lá, rào rạt bao niềm thương trong mái lá, bờ dâu xanh cô gái hát êm êm, tầm mái trên đời anh giống mẹ hiền, lòng ra thêm hơi ấm khi chiều lên. Lát gặp không?